cô còn chỗ nào khác để đi không cho tôi địa chỉ để tôi đưa cô đi không cần đâu tôi cho taxi được rồi đáng lẽ ra lúc ở trong sân bay anh phải nói là đưa tôi về chứ tôi xin lỗi chuyện hồi nãy nha hay là về nhà năn nỉ mẹ cô thêm lần nữa hả Mẹ cô tức giận cũng là chuyện thường tình thôi. Mẹ cô cực khổ để dành tiền để mua đồ hiệu cho cô, lẽ ra cô phải xài mới đúng. Ai ngờ cô lại đem bán hết. Tôi không phải loại người như anh nói đâu nha. Anh biết gì mà nói hả? À? Không phải cô bị mẹ đuổi khỏi nhà sao? Anh cứ quan tâm tới vụ dây nặng lãi của anh đi. <laughs> cô nói cũng không sai. Xin chào quý khách. Dạ, quý khách muốn đi đâu? Sao anh ta biết chứ? Thì bán đồ chứ gì nữa. Đồng hồ hàng hiệu đôi giày áo khoác hôm nay mình mặc bán lại cho shop hết rồi. Ồ, ghê thiệt chứ. Ngày mai làm sao mà dám gặp ảnh nữa bây giờ? Ôi! <laughs> bà già khó ưa đó một đêm cũng không cho ngủ nhờ tối rồi còn đuổi con bé đi em đã ăn tối chưa ừ em đã ăn trước khi về nhà rồi sao không ngủ lại một đêm rồi về em bị đuổi ra khỏi nhà một ngày bị đuổi tới hai lần còn bị ba mẹ ruột của mình đuổi đi nữa chứ rốt cuộc đã nói gì vậy hả Kêu em sống với người ba giàu có Vậy mới lấy được chồng giàu à, Vẫn như trước Nói tới tiền là thành người vô hình Thì anh cũng vô tình giống mẹ như vậy thôi Anh tính như vậy tới lúc nào chứ Đợi tới khi mẹ mất rồi mới hối hận hả à, Sao lại thành người như vậy chứ Mẹ cũng đã cố gắng hết sức rồi Cố gắng để mà sống tốt À À. Oh. À. À. Ồ, chà. ăn đi mà hủ đựng mỹ phẩm giải quyết sao ồ ờ. phải làm thí nghiệm lại từ đầu á nếu chuyện hôm bữa là thiệt mém chút nữa xảy ra chuyện lớn ừ cô còn chỗ nào để đi không vậy thì đập nát hết đi <laughs> Sao giờ này mới về mày? Tiền của chúng tôi, cậu tính sao đi? sao đi hả để mai hẳn nói đi hôm nay cậu không có tiền đưa ngày mai thì có sao <laughs> tóm lại á trước khi cậu chưa đưa đồng nào thì chúng tôi sẽ giữ mấy cái hũ thủy tinh đó hả <cười> <cười> Tại sao lúc ở sân bay Lại trốn anh Bởi vì em về đây không phải để gặp anh Sao anh lại biết chuyện em về Emily nói hả Ừ Nói em dùng hết số tiền đang có Để mua vé thương gia Xảy ra chuyện gì vậy Chuyện của em không cần anh lo Ba tháng trước khi anh quyết định về nước Không phải chúng ta đã nói chia tay với nhau rồi sao Nhưng em tới đây làm gì? Không nỡ chia tay với anh à? Đúng vậy. Anh cứ coi như vậy đi. Cho dù anh nói gia đình anh gặp khó khăn, nhưng em vẫn nghĩ... mình còn hy vọng. Bởi vì Duong Trung Han không phải chán em nên mới chia tay em. Nhưng không ngờ anh lại sống cuộc sống như vậy anh gạt em nói là anh được sinh ra trong gia đình giàu có Na à. số tiền anh đã đưa cho em đều do một tay anh làm ra anh không nhận đồng nào từ gia đình hết đúng vậy tiền anh đưa em em sẽ trả lại không cần đâu đó là việc anh phải làm cho người phụ nữ anh từng sống chung anh nói vậy là sao chẳng qua chúng ta chỉ là thuê nhà ở chung cho tiết kiệm tại kinh tế em khó khăn nên sống nhờ nhà của anh mượn tiền anh đóng học phí chỉ như vậy thôi bây giờ đã kết thúc thiện rồi sống tốt nha anh biết rồi anh sẽ cố gắng quên người phụ nữ như em Ờ, thêm món canh nữa là xong rồi Sao con còn ở đây Tính bữa nay làm trợ cấp thôi việc cho con đó Làm được 3 năm nên trợ cấp được 3 tháng Làm vậy con sao được chứ Con làm việc ở trong nhà suốt 15 năm qua Lúc ba mở xưởng con còn phải nấu cơm quét dọn cho công ty nữa ba không nhớ hả Vậy Cho nên con muốn lấy bao nhiêu mới đủ hả Ba chia tài sản hoặc là trả tiền đền bù cho con mới được Chia tài sản à <laughs> nếu để cho người khác nghe được còn tưởng hai chúng ta đang bàn chuyện ly dị nữa đó không phải mà đã từng nói con sở hữu một nửa tài sản căn nhà này hay làm sao nè con tưởng con nói ngang kiểu này với ba như vậy thì ba sẽ bỏ qua cho con chuyện đó hả con nghe kỹ đi áo khoác túi sách gì dép mà con bán đều là dùng tiền của ba mua cho con đó mà không viết giấy nợ đi ừ. nè tình hình bên shop miễn thuế sao rồi Ồ ờ. em đã tới nói chuyện với người phụ trách của phòng kế hoạch bên tập đoàn rồi Hả? Cái gì? Con đã một mình đi tới cao Út quay bi đó thì sao? Dạ, con thấy làm vậy sẽ nhanh hơn á. <laughs> Trời, được mỗi cái tính to gan <laughs> giống bà thôi đó à. Giống bà y chang à giỏi, giỏi lắm á. À. Ba chia con, một nửa gia tài ba hả? Chuyện đó ba biết rồi, chuyện nhỏ thôi. À, nhưng mà, khi họ trả lời sao con? Hả à, sao? Úi, con bé đúng, rồi, giỏi, tài giỏi. <laughs> Báo cáo, doanh số của quý hai tới đây xin được kết thúc được oh, 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 oh. yeah, so. xây dựng kênh mua sắm khách sạn trung tâm thương mại shop miễn thuế và điện tử ngay tới ngành điện tử cũng đang phát triển rất là tốt chỉ duy nhất ngành mỹ phẩm là tại lúc sáng lập wibi à. thành lập nên công ty mỹ phẩm không phải dễ xin lỗi tổng giám đốc tại tôi mới phụ trách quản lý công ty này chưa đến hai năm hai năm vẫn không phát triển chi bằng thôi việc đi ông xin công ty duyệt 20 tỷ won. Sản xuất mặt nạ LED, bây giờ, tiến tới đến đâu rồi? Công ty đó tên là gì vậy? Công ty mỹ phẩm Sale Return. Vậy à? Hmm. dám hợp tác với một công ty mới không một chút tiếng tâm, thư mời dự triển lãm cũng không có. Đúng thiệt là quá mất mặt mà. <laughs> Tuy là doanh thu của công ty mỹ phẩm không được như ý, nhưng mà sức tiêu thụ vẫn đang tăng lên ổn định sự kiện ra mắt sản phẩm mới do cậu phụ trách à sẽ tổ chức sự kiện khi ra mắt sản phẩm mới là công ty do ba cậu phụ trách nên cậu cố ý giúp ổng sao phải làm việc nghiêm túc ờ à, dạ thưa giám đốc ờ à. Con gọi ba đi Ba ơi Ba ơi Tôi đã từng nói cho dù xảy ra chuyện gì Cũng không được quay về mà Từ hồi tôi lớn tới nay ông chưa hề cho tôi đồng nào Nên ông không có tư cách gì để ngồi đó lên lớp tôi Tôi đã chăm sóc mẹ con cô 20 năm là quá đủ rồi Muốn gì nữa hả Vừa mới ra đời đã lập tức bị đưa sang Mỹ Tôi và mẹ đã phải vất giả giường nào Mới có được cuộc sống như ngày hôm nay Ông không bao giờ tưởng tượng được Vậy còn tôi thì sao chỉ vì một cuộc điện thoại từ Mỹ của mẹ cô, tôi đã bị gia đình ba má vợ chửi rủa sỉ nhục tới mức nào. Cho tới tận hôm nay họ vẫn không xem tôi ra gì hết. Mẹ tôi qua đời vì do sử dụng thuốc quá liều. Cái chết của mẹ cũng đủ để chuộc tội cho những gì mẹ đã làm rồi. Vậy cho nên, cô muốn gì ở tôi nữa hả? Cho dù tôi không có ba, thì tôi vẫn có một cuộc sống ấm no đầy đủ. Bây giờ ông chọn đi. Hoặc cho tôi nhập hộ khẩu vô nhà của ông. Hoặc tổ chức buổi họp báo hai cha con kiện nhau ra tòa sau đó tiếp tục bị chủ tịch nguyền rủa xỉ nhục không còn mặt mũi gì nữa tuy khuôn mặt cô không hề giống mẹ cô nhưng tính tình thì y chang nhau thôi không đâu tôi sẽ không để mình sống một cuộc đời thê thảm như mẹ đâu cô đừng có hồng tổng giám đốc chung là loại người gì tập đoàn quay ghê gớm vậy sao tôi là người có năng lực thạc sĩ của trường new york bằng cấp kiểu này đầy rẫy ngoài kia đối với nhà này năng lực được đo bằng tiền vậy thì thành lập ra một công ty mới để kiếm tiền ý ông là vậy hả quy mô cỡ như share return có được chưa tại sao lại là công ty đó đây chính là công ty mà dạo này ông ghét nhất không phải sao công ty này khiến ông rất khó chịu chứ gì cậu thanh niên về chung với cô lúc ở sân bay đó sao phải anh ấy là con trai của nhà họ con đã quay về rồi mẹ đây là nơi mà mẹ muốn quay về nhất đúng không nơi này có gì vui chứ mẹ biết con đã làm những việc gì để quay về đây không yun <laughs> chung ha con đã chia tay với ảnh rồi tôi không nhận thế chấp cái này. ờ, trong suốt hai năm qua, nhà xưởng chúng tôi đã cung cấp bao bì cho Bi Đông Chin và Soju Tập đoàn Weiby. Không phải lúc đấu thầu cậu đã thua sao? Chúng tôi phải xem xét cẩn thận rồi mới cho dây. dạ thưa trưởng phòng cô đó lại tới nữa bên xeo rì đó nữa hả trợ lý sen ờ à, sao cô tới mà không báo trước với chúng tôi vậy tôi xin lỗi vì hôm qua đã không giải thích rõ sản phẩm với anh ừ, nhưng mà đồng hồ tình nhân của cô đâu <laughs> tôi đem bán rồi bán chung với cả túi sách và giáp giả khoác nữa <laughs> nhưng mà anh đừng vì vậy mà xem thường công ty nhỏ của tôi á sao cô lại có thể to gan tới như vậy hả chỉ cần vượt qua được khó khăn này thì những chuyện khác sẽ suôn sẻ hơn nữa đây cũng là một cơ hội rất quan trọng đối với trợ lý xin nữa nha cho dù bên anh không chấp nhận thì sẽ có công ty khác chấp nhận đó là sản phẩm hot nhất năm nay nếu như sau này anh kêu tôi cung ứng sản phẩm cho anh thì sẽ rất mất mặt luôn á lúc đó không còn là vấn đề tự trọng đâu nha vậy là vấn đề gì phải viết bản kiểm điểm xin lỗi công ty vì bỏ lỡ một đối tác ưu tú. <laughs> cho nên mới nói, chúng ta sẽ cùng thắng, có lợi cho cả hai công ty. Trước hết, tài liệu kiểm duyệt vòng đầu đã thông qua, sẽ tiến hành bóc mẫu kiểm tra. Có thể không vậy? Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cảm ơn anh nhiều lắm, thật lòng cảm ơn anh. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, chỉ mới là duyệt tài liệu thôi, cô đừng có làm quá đó là câu khó nhất với doanh nghiệp mới cho chúng tôi đó tôi rất có lòng tin về khâu kiểm tra mẫu à, thưa giám đốc thiệt sao nói vậy tài liệu kiểm duyệt vòng đầu đã thông qua Hà ba thiệt sự không dám đặt kỳ vọng quá nhiều á. À. <laughs> thì con đã nói rồi, chúng ta phải có lòng tin. Hả giám đốc có chuyện à, gì vui vậy? Ừ, ờ, rất có khả năng sản phẩm của chúng ta sẽ được bày bán ở shop miễn thuế đó. Wow. Ừ. Sorry con, <laughs> 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 Mẹ, sao? các đứa tình mẹ con rồi mà con gái vẫn còn giận mẹ sao? bỏ qua cho mẹ lần này đi không phải kêu con đừng gọi mẹ nữa hả? hôm qua con không có sao chứ? bà của con không phải là loại người có tính thù dai đâu con, ừ à, vậy cúp máy nha cấp nói nha, ờ, à. ừ có chuyện gì vậy? tôi cũng không muốn tới đây. Giấy mượn nợ ở đây ký đi. Bà mượn tiền ca dông không tính trả sao? Tôi mượn tiền ca dông tại sao phải ký với ông chứ? Tôi đã đi trả hết tất cả khoản nợ cho nó xong rồi, bây giờ tôi mới là chủ nợ của bà. Ai sao? nếu thuận lợi không chừng à, sản phẩm do công ty của tôi sản xuất, sắp sửa được bày bán trong shop miễn thuế. Uhm. Tính cách của ông vẫn y như trước kia, chỉ có chút chuyện thôi mà cũng đem khoe khắp xóm làng. Trời trời trời, đừng nói nữa. À, cái miệng quả của bà dù là chuyện tốt cũng trở thành chuyện xấu đó. Mau cầm lấy rồi biến khỏi đây đi. Uhm. Khi nào thì mới trả tiền đây? Ông là ai vậy? Vậy à... còn cậu là ai chứ? Vô trong đi, vô trong đi À, cậu là chê đông con con vợ trước gì đó hả? À, bà của hành Ca Dung Cái thằng ranh con này ăn nói kiểu gì hả? Chê đông à, con mau vô trong nhà đi Tại sao con phải đi chứ? Tại hành Ca Dung cho mình mượn tiền Bây giờ bắt chúng ta ký giấy nợ sao? Hơ, đúng là cạn lời thiệt luôn đó Sao trên đời lại có người ích kỷ như ông chứ? Cái gì? Í, í, ích kỷ hả? Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ kêu hành Ca Dung cho mượn tiền là cô ấy khoe cô ấy có tiền và đòi cho chúng tôi mượn thôi. Trời, cái thằng quỷ này. À, à. Cái thằng quỷ. Nè, đi ra ngoài. À, à, à. Biến đi. Tại sao lại đánh con của tôi như vậy? À, được rồi. Vậy tôi chúc bà sống hạnh phúc ha, với đứa con tài giỏi này của bà đó. À. À. con cứ thắc mắc sao có hai đứa con rồi còn ly dị thì ra là vậy hả con ăn đói vô lễ với người lớn như vậy, vậy sao Vậy có nghĩa là vì han ca dông cho mình mượn tiền nên bị ba cô đuổi khỏi nhà nhưng mà tại sao dì lại đuổi cổ đi chứ đâu cần đuổi đi làm gì để cổ ở đây đi vì có một đứa con gái thông minh tài giỏi đâu có như một đứa vô tích sự như con ăn nói với dì như vậy đó hả con nói có gì sai sao con đâu phải là con ruột của dì bác chê đông sao hả dì muốn đánh con sao được rồi dì đánh đi dì đánh đi là sao Tại con không phải là con ruột của gì hả? <laughs> à, đi ổn tiếp, tiếp, đây. ổn tiếp đây. Ổn đây. Ổn gì yếu vậy? Ê, <laughs> Nhìn kìa. Ê, trời ơi. À, à. Dạ, con về Ê. rồi. Nè, 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 nè. Mẹ của con á đã biết chuyện rồi. Ừ, đừng có nói ừ. ba nói nè ừ. Nghe nói mấy bữa nay chủ nợ đã tới tận công xưởng ừ. đòi nợ. Vì vậy nên con không cho ba con tới công xưởng. Sợ ổng tặng sầu máu, lại ngớt xỉu đúng không? Mẹ ơi. Hả? ờ, ờ. Sắp giải quyết xong rồi, <laughs> nói thì hay <laughs> hay là bán đi nha ông ha với số tiền bán công xưởng chúng ta không cần sống khổ sở nữa mẹ ơi khi nào mình ăn cơm vậy con ừ. vô trong phòng làm việc tiếp đi sao hai đứa con đều đi nước ngoài du học chung han thì món gì cũng biết nấu hết còn con thì chỉ biết có mỗi chiên trứng thôi vậy thì tại con là con gái của mẹ mà Mẹ làm nội trợ suốt 35 năm mà món đơn giản cũng không nấu được. Mẹ, có người làm làm cho, chưa bao giờ phải đụng ta vào việc nhà. Thâm niên nội trợ của mẹ được có 3 tháng là 3 tháng. Nói cũng có lý đó chứ. Có lẽ anh vẫn chưa nghe ba kể về em hả? Hôm qua em mới từ bên Mỹ về. Tên của em là Sena ờ à. vậy em sẽ gọi anh là anh nha hơn phân nửa con gái ở gan nam đều gọi tôi là anh chỉ là cách xưng hô thôi tùy cô sao hôm nay về sớm vậy Đã gặp người trên lầu chưa? Rồi. Con còn tưởng là người giúp việc mới nữa. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Lúc mẹ phát hiện ra ba cũng nói với mẹ như vậy sao? Sau khi gây rắc rối xong, nói lỡ như vậy rồi. Đừng nhắc lại những chuyện đã qua. Giờ con bé đã về rồi, hai đứa sống hòa thuận đi. Sao mà sống được chứ? Cô là con gái của kẻ thù mẹ con. Dù nói gì đi nữa thì nó cũng là em gái của con. Đều là máu mũ của bà. Ba. ba làm xét nghiệm ADN chưa? không lẽ tới con mình ba cũng nhận không ra không phải nói là lâu rồi không gặp sao nhưng mà chuyện quyết thống á không thể nhầm lẫn được đâu <laughs> ba đi ngủ đi suốt đời này ba chỉ phạm sai lầm một lần để chuộc lỗi ba đã cố gắng nỗ lực làm việc cả đời nhưng mà cậu của con sao lại có thể bác bỏ hết công sức của ba chứ Hôm nay hợp con cũng thấy rồi Phải rồi Giờ sắp miễn thuế Đang tiến hành khâu kiểm tra mẫu thử Sao? Sao hả? Sao vậy? Bà không tự tin sao? Ngay một doanh nghiệp nhỏ lẻ mới thành lập Cũng tràn đầy tự tin mà

chắc là anh bận lắm xin lỗi vì đã gọi anh tôi luôn đợi điện thoại của cô à. ý tôi đây là lần đầu cô đến hàn quốc nên việc đi lại có gặp trở ngại gì không tôi đi theo bản đồ định vị trên điện thoại đường xá cũng dễ hơn là tôi tưởng nhiều à, nếu như cô có chỗ nào muốn đi thì cứ nói cho tôi biết nha anh sẽ đưa tôi đi hay sao cô có chuyện gì buồn sao chỉ là thấy hơi buồn đây là quê của mẹ tôi nhưng lại chỉ có một mình tôi về. Cái này là gì vậy? Đâu có đáng giá đâu. Ừ. <laughs> Từ sáng tới giờ trưởng phòng và giám đốc đã chạy khắp nơi đi tìm cách giải quyết đó. Ây <laughs> cha! cô lại tới đây nữa hả? Trước khi chúng tôi chưa lấy được tiền của đường hồng, chúng tôi sẽ biến khỏi đây. Chú ơi, cho xin danh thiếp đi. Hả? Ừ? Mau lên đi! Ừ? Ôi, biết ngay mà. Giám đốc công ty vẫn còn là chú bố triều chứ. Hả? Ôi trời! Bộ cô quen với đại ca của tôi hả? Dạ chào chú Bú Triều. Chú biết con là ai không? Ăn cơm nhà con ừ. nấu bao nhiêu lần rồi mà lại quên mất giọng con hả? Dạ. Con là ca dông nè. Nhưng mà nhân viên của chú sao suốt ngày chạy tới quậy chỗ làm việc của người khác vậy? Ừ. Ừ. Đi, nhanh 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 nhanh, à, à, đi 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 thông thả nha, đi thông thả, thông thả, yeah, thả, yeah. thông, thả thông thả thông thông thả thông thông thả thông thông thả thông à, à, dạ? à. <laughs> à, thả à, thông sao chị nói ai hả làm sao giải quyết vậy cô tưởng mình là ai chứ Nghe nói anh đợi tôi lâu rồi hả? Sao không gọi cho tôi trước? Cô nghĩ mình là ai mà xen vô chuyện công ty người khác hả? Hai công ty mình đang hợp tác với nhau mà. Hợp tác cái gì mà hợp tác? Chẳng qua chỉ là nhận đơn đặt hàng rồi giao hàng trả tiền thôi. Cô là ai mà nói dối chủ nợ của người khác chứ? Huống hồ là sản phẩm của xeo đề tinh mà cô đã đặt cũng chưa chắc sẽ được bày bán. Là sao? Một tháng mười ngàn hũ hả? Nếu thất bại cô tính xử lý làm sao? ai sẽ là người gánh chịu hậu quả nếu chủ nợ phát hiện những gì cô nói toàn là lời dối trá thôi tôi không có nói dối mặt nạ của chúng tôi sẽ được xuất khẩu qua mỹ tôi rất có lòng tin sản phẩm của tôi sẽ bán chạy sau khi tung ra thị trường thành hay bại phải đợi sau khi sản phẩm tung ra thị trường mới biết cô muốn nghĩ gì tùy cô tôi không muốn tiếp tục giao dịch với công ty của cô hôm nay sau khi giao hàng xong hết thì hợp đồng chấm dứt Bah. sao Anh có thể bỏ đi như vậy chứ? Mặc dù tôi đã biết tính nóng nảy của anh từ lúc anh ném hộp mỹ phẩm vào mặt chủ nợ rồi, mà làm vậy là quá đáng. Anh biết rõ công ty của tôi đang rất khó khăn, sao còn tùy tiện hủy hợp đồng như vậy chứ? Tôi làm vậy không phải do tôi nóng tính, mà là vì không muốn bị người ta chà đạp. Công xưởng nhỏ như chúng tôi không xứng với công ty cô đâu. Bây giờ tôi cũng đang rất muốn nói vấn đề này với anh nè. À. Tôi nói tôi rất có lòng tin, tại sao lại không tin tôi chứ? <laughs> một cô gái ngay tới chuyện cá nhân còn giải quyết không xong sao tôi có thể tin tưởng chứ